Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết là tổng thu ngân sách tại khu vực Tây Nam Bộ vào năm 2015 và vào tháng 1 2016 đã không đủ chi và có xu hướng khó khăn hơn. Theo thông báo tình hình kinh tế vùng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thu ngân sách năm qua và tháng 1 năm nay chỉ đạt hơn 46,7 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu này chỉ đáp ứng được 60,5% tổng chi hơn 77 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, mức chi này chủ yếu là chi thường xuyên, trong khi chi đầu tư cho phát triển chiếm chưa đến 13%. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết hơn 11% tổng thu ngân sách hiện nay của khu vực này là từ hoạt động xuất nhập khẩu.